Alo, con đây à? Bao giờ con về? Con chắc không về được đâu. Mùng 1, mùng 2 con có lịch trực ở công ty rồi mẹ ạ. Thế còn con Hạnh thì sao? Nhiều việc quá nên con quên bảo mẹ. Con định gửi cái Hạnh về quê luôn cho bà chăm. Chứ ở trên đây con đi suốt không có thời gian chăm lo, ngó ngàng đến nó mẹ ơi. Thế bao giờ thì nó về? Mà con ấy làm việc thì nó vừa vừa thôi, giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng ạ, tí nó ra bắt xe, chắc chiều tối là nó về đến nhà. Mẹ không phải lo đâu. Hàng tháng chi phí sinh hoạt ăn uống con sẽ gửi cho mẹ. Vậy thôi mẹ nhá, con còn phải làm việc đã. Này, cái con bé này hay thật, lần nào cũng thế. Hạnh về đây hả cháu? Hạnh à, về rồi cháu. Đi đường xa có mệt không? Đưa bà xách đồ cho. Bà hỏi nhiều ấy nhở? Mệt chết đi được ấy. Có một đống đồ đây này. Thì bà nghe mẹ cháu nói, cháu về đây ở hẳn đến khi thi đại học hả? Bà toàn hỏi mấy cái thứ thừa thãi thế. Bà biết là còn hỏi cháu làm gì nữa. Thôi, nghe tin cháu về, bà dọn phòng cho cháu rồi. Bà già rồi, hay trằn trọc thì không ngủ được. Thì để cháu ngủ một mình cái phòng đấy. Bà mang cái chõng xuống dưới bếp ngủ cũng được. Đi, đi vào đây. Đây cháu. Ê ơi, phòng bị bé tí đấy. Cái này mà cũng dùng cho người ở á? Cháu không ở đâu. Ơi, bà đây. Trong này không có bình nóng lạnh à bà? Không có. Bà tắm, bà toàn đun nước tắm thôi. Hay để bà vào đun cho con siêu nước u tí là xong nhá. Đợi nước sôi mà chết rét à? Mà đun nước đấy, cỏ ám vào người cháu thì sao? Đang yên, đang lành, tự dưng về cái nơi khỉ ho cỏ gáy làm gì không biết chứ. Đến cái bình nước nóng không có mà tắm, bực hết cả mình. Hạnh ơi, dậy đánh răng rửa mặt đi thì còn ăn sáng. Mới có 8 giờ bà gọi con sớm đấy. Cái này mà là ăn á? Ew, không có rỗng, không có thịt luôn. Cháu không ăn đâu. Không được, bỏ ăn sáng là không tốt đâu. Hay là cháu thích ăn gì để bà chạy ra chợ mua. Cháu muốn ăn hamburger, bà có mua được không? Ham gì cơ? Là cái gì? Trời ơi, là hamburger. Thôi, con nói thì bà cũng không hiểu đâu. Ở đây đảo đâu ra chứ. Hamburger. Cháu ơi, cho bà hỏi cái bánh gì mà nó gọi là ham gì đấy nhỉ? Ham mẹ ạ? Ừ. Ý bà là hamburger ấy ạ? Đúng rồi. Tiếng Anh tiếng Tàu, bà nghe bà chả biết. Mà cái bánh đấy mua ở đâu ấy? Cái bánh này ý, thì phải lên huyện mới có cơ bà ạ. Gần trường của cháu. Nhưng mà đi thì cũng mất vài cây số. Mà bây giờ gần Tết rồi, học sinh nghỉ học nên nó cũng hiếm lắm bà. Thế trong cái bánh đấy thì nó có những cái gì hả cháu? Cái bánh đấy thì nó cũng giống như là bánh mì, nhưng mà nó lại hình tròn tròn. Xoay bên trong thì có rau, có thịt, có cà chua, rồi có cả phô mai nữa. Xong rồi kẹp vào rồi ăn thôi ạ. Phô mai thì là cái gì? Cái này thì nó cũng khó giải thích lắm bà. Nhưng mà đây, đây, bà xem đi, nó giống như thế này này bà. Ôi trời ơi, mặt bà kém lắm, chả nhìn rõ gì.
Thôi, bà biết rồi. Cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn cháu, may quá. Dạ, không có gì đâu bà. Bây giờ cháu có việc, cháu về trước bà nhá. Cảm ơn cháu. Này Hạnh ơi, từ sáng giờ cháu chưa ăn gì. Bà làm cái hâm gì để cho cháu ăn đây này. Ăn đi. Cái gì thế này? Cái này mà là hamburger á? Lại còn cả rau xào nữa này. Ew. Thì bà làm theo người ta đấy. Thôi con ăn tạm đi. Rồi có gì mai bà gửi lên huyện mua bánh hâm cho con ăn. Không cần đâu. Ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả. Xấu xấu thôi nhưng mà ăn cũng được. Trời ơi, mạng yếu ấy nhở. Hạnh ơi. Bà mới mua cái xe đạp cũ cho nhà ông Bốn ở đầu làng cho cháu đi à? Bà lên trên huyện làm thủ tục mới xin cho cháu nhập học rồi đây. Cái xe đạp cũ này á? Thôi cháu không đi đâu. Làm sao mà đạp lên tận huyện được? Vừa mỏi chân đau chân lại còn xấu hổ nữa. Ở trên thành phố á, bọn cháu toàn đi xe máy với cả xe đạp điện thôi. Thôi chịu khó đi cháu. Vài tháng nữa là cháu thi tốt nghiệp rồi. Rồi bà với mẹ sẽ mua cho cháu cái xe mới đẹp hơn. Đây con, đi học mang hộp cơm mày đi ăn. Chứ trường ở trên huyện á, người ta bán vừa đắt này, rồi thức ăn thì không đảm bảo đâu nhá. À mà này, bà cho con mấy đồng. Đi đường nhỡ may có hỏng xe hỏng cộ thì có tiền mà sửa. Ba, mấy nay Hạnh nó ốm không đi học được hả ba? Hôm nào mà nó chả đi học sớm mà cháu. Thế ạ? Cô bảo là nếu mà nó nghỉ thêm 2 buổi nữa là quá số buổi quy định thì không được tham gia ôn thi nữa đâu bà ạ. Ôi thế à? Thôi bà biết rồi. Đấy, bà về bà bảo nó nha. Thì cháu mua rau cho bà. À vâng, cho cháu một mớ rau muống với. Đây, cháu lấy đi. Đây, để cháu gửi tiền bà. Hạnh này, thế dạo này cháu vẫn đi học đều đấy chứ hả? Vẫn học đều, mà sao bà lại hỏi như vậy? À, hôm qua bà gặp cái My, thấy nó bảo là... Lại My? Cháu thật không hiểu, cháu là cháu của bà hay nó là cháu của bà nữa đấy? Mà dạo này, bà thấy cháu hay giao du với cái thằng Trung ấy. Giao du với chúng nó ít thôi, không tốt đẹp gì đâu cháu à. Chơi với bạn ấy, thì phải chọn bạn mà chơi. Bà thì biết cái gì mà nói, cháu lớn rồi, cháu tự biết ai tốt với mình. Bà còn tiền không? Hôm qua cháu vừa xin tiền đóng tiền học thêm rồi cơ mà. Thì hôm nay là tiền kỹ lớp, cả lớp của mỗi mình cháu là chưa đóng đâu đấy. Đây. Cháu đi đây. Không cho ai luôn, cầm ba cái thằng.
dẻo gì cho bà tao hả? Tôi nói gì đâu. À, mày còn cãi à? Tao nói cho mày biết nhá, vuốt mặt thì phải nể mũi, lần sau mà cứ lén phém mồm mép ấy là có ngày không có răng ăn cơm đâu. Còn ngày hôm nay tao cho mày biết thế nào lo chuyện bao đồng. Ôi bà ơi, giờ bà còn tưới cái gì nữa? Còn Hạnh ấy, nó đang đánh nhau ngoài đầu ngõ đây. Ôi trời ơi, thế à chú? Chỗ nào hả chú? Ngoài kia kìa, con vừa đi qua thì thấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thật dậy. Sao mày ra giữa đường, giữa chợ mà đánh bạn đánh bè thế ha? Bà, sao bà đánh cháu? Cháu đang dạy dỗ nó mà. Dạy dỗ cái gì? Mày ý, mày mới là cái đứa đáng dạy ý. Tại vì tao nuông chiều mày quá nên là mày hư hỏng thế đúng không? Hả? Mày không thấy con mẹ mày nó khổ cực như thế nào? Bây giờ mày lại định đi theo vết xe đổ của con mẹ mày à? Dạy dỗ con bà còn không dạy được, bà đòi dạy dỗ ai? Nhà dột từ nóc dột xuống rồi, bà muốn dạy dỗ người khác ấy, trước tiên phải sống tốt đã. Mất dạy. Đi anh. Ba. Cháu có sao không cháu? Bà xin lỗi vì bà dạy nó không đến nơi đến chốn nên cháu mới lên nồng nỗi này. Cháu không sao đâu bà, nhưng mà cái Hạnh nó mới là người sắp gặp chuyện bà ạ. Nó sắp gặp chuyện gì ạ cháu? Cháu kể cho bà nghe xem nào. Vừa nãy lúc cháu đi ngang qua nhà bà thì cháu nghe thấy thằng Trung nó gọi điện với cả đám nào bà ạ. Bà, không được đâu bà. Hai bà cháu mình ra đấy cũng không làm được gì hết. Để cháu gọi cho anh Tuấn, công an xã. Ừ đi. Ơ, anh bảo là anh chở em lên huyện chơi nét. Sao anh chở em đi đâu đấy? Thì mình chơi cái khác trước, rồi đi chơi nét sau. Chơi cái khác là chơi cái gì? anh làm em sợ đấy. Thằng mới à? Ngon phết nhờ. Chúng mày định làm gì? Này, đừng làm vậy nhá. Tao hét lên đấy. Lũ khốn ạ. À. Hét á? Mày hét lên đấy. Xem ở đây có ai cứu mày không? Mày chạy đâu. Cũng to gan đấy nhờ, giữa ban ngày ban mặt. Anh, em xả rượu, canh tha cho em với ạ. À, có cái gì ấy, lên phường mà giải thích. Con bé này chưa đủ 18 tuổi đâu, chúng mày ấy, tù một gông. Dẫn chỗ lên phường. Vào nằm nghỉ đi con. Nghỉ một lát rồi ăn bát cháo nóng đi nhá.
Đã khá hơn chưa cháu? Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu đã không nghe theo lời bà. Cháu còn khinh thường mọi người nữa. Cháu sẽ sửa sai. Bà tha lỗi cho cháu bà nhá. Xin lỗi cái gì hả cháu? Ai mà chả sai một lần. Miễn là biết đứng lên và biết sửa sai là tốt rồi. Mi, vào đây cháu. Người cháu phải cảm ơn không phải là bà mà là Mi này. Chính Mi đã phát hiện ra rồi báo công an đến để giải cứu cho cháu đấy. Bạn ấy thật là người tốt mà. Mi, tao xin lỗi. Chuyện hồi sáng là do tao nông nổi quá. Mày tha lỗi cho tao nhá. Tao cứ nghĩ mọi người tốt với tao là do thương hại tao. Tao cứ nghĩ chỉ cần tao chơi với mấy đứa quậy phá, mấy đứa có địa vị là tao sẽ được nổi bật. Nhưng... Tha thứ gì chứ, mày cứ nói linh tinh. Mà mấy hôm nay mày nghỉ học nhiều rồi, mày phải ôn lại kiến thức thôi. Để tao kèm mày học nhá. Và còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi đấy. Bây giờ ấy, chúng mình phải cùng nhau đặt ra mục tiêu là đỗ đại học. Tao sẽ quyết tâm. Bà ơi! Bà ơi! Cháu đỗ đại học rồi. Bà xem này. Bà, cháu đỗ đại học, bà không vui à? Hay bà thấy không khỏe chỗ nào? Không, bà vui chứ cháu. Vậy là cuối cùng, cháu của bà cũng đỗ được trường mà cháu hằng mong ước rồi. Chỉ có điều là từ bây giờ, bà không được còn gọi cháu dậy buổi sáng nữa rồi. Cháu phải lên thành phố mất rồi. Hạnh ơi! Hạnh ơi! Mày biết kết quả chưa? Mày biết kết quả chưa? Tao có! Tao vừa mới xem xong, tao đỗ nguyện vọng 1 bài ạ. Thế à? Còn tao đỗ trường Bách Khoa đấy. Ơ? Nó vậy là cùng trường với tao này. Bà ơi! Vậy là cháu cùng trường với My đấy. Thế à? Thế mai mày có muốn đi nhờ xe với tao không? Tao đi xe với chú Chiến, tiện đường nên là không mất vé xe đâu. Ồ, nếu vậy thì tốt quá. 6 giờ sáng mai nhá. Ừ. Vậy là hai đứa chuẩn bị đồ đạc đi. Khi nào đi, bà cắt cho ít rau, rồi ít gạo mang lên đấy nhá. Vâng. Hạnh à, lên thành phố nhớ nghe lời mẹ dặn, chịu khó học hành, phải ăn đủ bữa, nếu không sẽ đau dạ dày. Thì thoảng gọi điện về cho bà. Bà hứa với cháu nếu cháu đỗ đại học sẽ mua cho cháu một chiếc xe khác. Số tiền này tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để cháu mua một chiếc xe tốt hơn để tiện đi lại trên thành phố. Tết năm nay nhớ về quê ăn Tết nha. Bà vẫn nhớ sao? Bà, cháu hứa lên trên thành phố cháu sẽ học hành thật tốt, thật chăm chỉ, cháu nhất định sẽ thành công. Cháu yêu bà. Cháu yêu của bà.
Bà tin là cháu nhất định sẽ thành công.